Năm 1944, khi quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, một số chiếc Panther đã bị lực lượng vũ trang Pháp thu giữ và đem ra chiến đấu chống lại phía Đức. Trong số đó là chiếc Panther A đã được sơn lại với ba màu xanh lam, trắng, đỏ và đặt tên là Bretagne theo một tỉnh nước Pháp. Mặc dù chưa từng khai hỏa để chống lại phía quân Đức, có thể nó đã được sử dụng cho mục đích huấn luyện vào năm 1945. Một tháng sau khi chiến tranh kết thúc, Bretagne Panther đã được gửi đến Đức. Và đây là chiếc Bretagne Panther của chúng ta trong game tăng hạng trung cấp 6 vai trò toàn diện của Pháp. Cái từ Bret này nó viết tắt của từ Bretagne trong tiếng Anh hay là Bretagne trong tiếng Pháp, chắc là một tỉnh ấy mà. Thì chiếc Bret Panther ấy, mình gọi tắt là Bret nhá, nó không khác biệt là bao so với chiếc VK3002M của Đức anh em ạ. Bởi vì chiếc VK3002M ấy, nó chính là tiền thân của chiếc Panther thôi, sau này vào biên chế thì đổi tên. Còn chiếc Panther cấp 7 ấy, thì có lẽ là nó là phiên bản tốt nhất, cải thiện ổn áp nhất chẳng hạn, hoặc là thêm tiểu tiết gì đó thì với thành cấp 7 thôi. Chứ VK là Panther đấy anh em ạ. Được rồi, chiếc Bret Panther này nó thực sự ấy vẫn sử dụng giữ nguyên thôi, giữ nguyên khẩu pháo của đám Đức thôi, nó không thay đổi đâu. Sát thương trung bình của đạn AP và ABCR là 135 và đạn nổ là 175. Độ xuyên trung bình đạn thường 150, đạn vàng 194, đạn nổ là 38. Tốc độ lắp đạn 4,2 giây cho một viên. Sát thương trung bình gần 2000, nếu mà chúng ta có bố nút chỉ huy thì là hơn 2000. 0,35 phân tán 100m và 2,3 thời gian ngắm. Nói chung là cũng ổn áp so với một chiếc xe cấp 6. Bây giờ qua tăng SGG một chút. Ở đây thì có thêm một ứng cử viên là chiếc Bundel của Ba Lan. Thực ra chiếc Bundel cũng là clone của VK ấy mà. Vua mình tích sơn lại rồi ném quốc tịch khác là thành một chiếc Freemium. Thì cả ba chiếc xe này giống hệt nhau về hỏa lực cũng như là độ ổn định nòng pháo. Đây anh em nhìn này, khác biệt đúng là cái số mạng đan. À, số đạn mang, mình xin lỗi. Mình vừa nói lái. Thì nói thật, không hiểu là mấy ông Pháp rút đi đâu số đạn mà chỉ còn 79 viên thế này. Chắc chắn là rút ruột rồi, mình nói thật luôn. 79 viên trong khi đó chiếc VK3002 mang tận 95 viên cơ mà. Ổn định nòng pháo thì khi di chuyển và xoay xe là 0,20 và xoay tháp pháo là 0,12, con số chấp nhận được với cấp 6. Về khả năng cơ động cũng như là mấy cái khác ấy, thì nó khá là khác biệt đấy. Đúng là tốc độ tối đa và lùi như nhau, nhưng mà cả địa hình của hai chiếc VK và Bundel tốt hơn. Về khả năng sống sót thì chiếc VK hơn 5mm giáp ở đằng trước, còn chiếc Bundel thì lại được thêm 10mm giáp ở hai bên hông, khá là lạ. Rồi, về khả năng ẩn giấu, mình nhớ là chiếc Bret của mình ấy, mình đã cho cái thông số là mang camo rồi. Thực chất chiếc Bret không thể thay được camo mà là sơn sẵn rồi, mà vẫn kém hơn camo độ ẩn giấu so với chiếc VK hay là Bundel. Thực sự là mình không hiểu là công Pháp các ông ấy sơn màu gì mà để dễ phát hiện thế này. Rồi, tầm nhìn 370 khá là trung bình một chiếc xe cấp 6. Quay trở lại gara nào. Ở gara thì đồ chơi của mình mang cho chiếc xe này khá là ổn áp, xoay trở, thông nòng và kính. Không nhất thiết phải mang ngắm nhanh hay là quạt làm gì cả, bởi vì chiếc xe này nạp cũng đã rất là nhanh rồi, mang quạt cũng không tối ưu gì đâu. Hãy mang kính cho mình để cố gắng là có tầm nhìn ở cấp thấp. Nói rất là nhiều rồi, ở cấp thấp có tầm nhìn là một lợi thế. Rồi, với cái đồ mình mang này, anh em thấy thời gian nạp đạn đã 3,39 rồi. Đồ tím các kiểu chắc là gần tròn 3 giây chăng. Nói chung, chiếc xe này với vai trò toàn diện, mình nghĩ rằng nó sẽ làm tốt được nhiều nhiệm vụ khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chơi chiếc xe này nhé. Đây là hai trận đấu mà mình bắn trên chiếc Bret Panther ngay sau khi mà nó mở bán lại ấy. Thực ra thì mình đã bắn nó vào năm ngoái rồi, cũng livestream trên Facebook. Cái lúc mà mình mới bắt đầu phát triển từ Facebook cơ, chưa có YouTube đâu. Thì chiếc Bret này chơi như một chiếc xe tăng hạng trung nhiều vai trò thôi. Bắn tỉa được. Khẩu pháo mình đảm bảo với anh em chiếc xe này bắn tỉa tốt, đạn bay cũng khá là ổn áp. Có thể đảo cánh cũng được bởi vì tốc độ của nó là 50 km/h. Tuy nhiên cái khoản ban đầu của nó là hơi chậm nhá, cái độ tăng tốc của nó hơi chậm cũng như là duy trì ở 50 km/h. Thường thường chỉ đâu đó khoảng 40 đến 45 là ổn áp thôi. Tiếp theo là bộ giáp. Thực ra là bộ giáp chiếc xe này không phải là quá tốt, nhưng nó nghiêng anh em ạ. Nó nghiêng ở đằng trước cũng như là hai phần thân. Đây này, phần thân hai bên nhá, phần hông ấy nó cũng có tí nghiêng nghiêng, chưa kể chiếc xe này có cả rắc váy nữa. Nên là nếu anh em đánh lừa được kẻ địch để side scrape ấy thì cũng ổn áp thôi, tùy anh em sử dụng nó. Nói chung chiếc xe này làm được tốt nhiều nhiệm vụ anh em ạ. Đúng là một chiếc xe toàn diện. Rồi, cơ hội của mình bắn chiếc VK. Đó, một pha slap shot không cần thu hết tâm, vừa lùi lại bắn trúng luôn. Thêm một phát đạn nữa. Lấy thiệt hại thì cũng hơi bình thường thôi, bởi vì anh em biết mà. 135 sát thương, nó không phải là 150, không phải 180, cho nên là chúng ta không thể đòi hỏi nhiều. Như vậy là mình đã tiêu diệt chiếc VK và bây giờ mình cần phải đến một vị trí mới. Chứ nếu mà mình đứng ở cái giữa đồng như thế này, pháo tự hành bên địch có thể bắn mình.
Rồi. À, chiếc xe này chơi đông đâm đụng tốt phết đấy. Mình đang định nói tông đụng 40 tấn anh em ạ. À, rõ ràng là trong thông số là VK3002 ấy được phát triển là chỉ 30 tấn thôi, nhưng chiếc xe này nặng tới 40 tấn anh em ạ. À. Và anh em biết rồi đấy, cấp 5 hay cấp 6 rất là nhiều chiếc xe có giáp yếu mà. Anh em sử dụng chiếc xe này mà đi tông thì có phải gọi là thôi rồi. Và bây giờ là cơ hội của mình bắn chiếc M4. Đấy. Mình đang áp dụng chiến thuật Cyclist để bắn chiếc M4. Anh ta có bắn trượt mình liên tục kìa. Thêm một phát đạn nữa, không cần phải lạp đạn vàng cũng có thể bắn xuyên thân trước của chiếc E8. Chặt xích luôn. Rồi, E8 đã bay màu. Và chiếc Cavalier vừa sử dụng đạn vàng bắn chặt xích mình. Mình cần phải chạy thoát vào vị trí này ngay để phòng pháo lém. Đó, có thể thấy rằng pha vừa rồi mình đã áp dụng tốt cái chiến thuật Sidescrape, có nghĩa là nghiêng xe một chút ở cái vật cản là tòa nhà phía trước. Và chiếc E8 hoàn toàn khó có thể bắn xuyên được mình. Chủ yếu anh ta sẽ phải bắn vào phần tháp pháo, bởi vì phần tháp pháo cũng khá là yếu mà. 85 đúng không? 85mm hay... À đâu, 100, mình xin lỗi. Tháp pháo ở trước Red Panther là 100mm. Như anh em lưu ý cho mình là cái phần manet của chiếc xe này nó được trải dài sang hai bên, cho nên kẻ địch mà ngắm không kỹ ấy, vẫn có thể là giáp rỗng không bị xuyên hoặc là giáp đã không bị xuyên. Hiện tại thì mình đã áp dụng cái vị trí ô cửa này để xem là có soi được ai không. Nhưng chiếc Cavalier anh ta áp dụng rất tốt cái chiến thuật là đứng sau bụi 15m và không thể soi cho anh ta. Rõ ràng là tầm nhìn của mình khá tốt, gần 460m mà không nhìn anh ta ở đằng sau. Thế là mình nghĩ rằng là anh ta chơi tốt. Mình nhớ không nhầm thì năm ngoái mình bắn chiếc xe này 80 trận, 3 sẹo luôn. 71% chiến thắng thì phải. Mình nhớ không nhầm là như thế. Đây là một trong những chiếc xe có hiệu suất rất tốt ở tài khoản mình. Đáng để mua anh em ạ. Mình không cần phải hết trận đấu hay là hết video, mình nói thẳng luôn, chiếc xe này đáng để mua anh em nhé. Rồi, chiếc ARN vừa cắn trộm mình một viên từ trong thành phố. Không nhìn anh ta luôn. Đây rồi, chiếc Cavalier. Một phát cơ hội rút điểm anh ta. Rồi, anh ta cũng có tầm nhìn đấy chứ. À, VK. Cơ hội của mày bắn chiếc VK, không trúng rồi. Mình vừa nhìn thấy chiếc ARN rút chạy cho nên là mình giật mình anh em ạ. Mình tưởng anh ta chạy ra bắn mình. Và chiếc Su-100i, cơ hội của mình để bắn xa. Rồi, cơ hội rất là tốt đây. Một viên. Hai viên. Thêm viên nữa nào. Rồi, anh ta bay màu rồi. Và chiếc VK, anh đang tấn công chiếc ELC. Và ELC bên mình bay màu rồi. Không trúng giáp. Phát đạn vừa rồi thì mình ngắm lẽ là phải ngắm cao hơn một chút. Và bây giờ là cơ hội của mình để xả đạn chiếc VK. Thêm một viên nữa, không biết có trúng không. Rồi, chiếc M44 đang rất là sát với đồng đội mình. Tỷ số bây giờ là 8 đều. Và trận đấu này thì chưa ngã ngũ đâu anh em ạ. Tí nữa thì thua cơ. Cơ hội của mình bắn chiếc VK từ xa. Rồi, bay lên trời rồi. Tâm chưa thu hết anh em nhé. Pha vừa rồi tâm chưa thu hết. Nhưng pha này thì khá ảo này. Trúng anh em ạ. Rồi, đồng đội mình đang vào ăn chiếc M4 chăng. Trận này thì đoạn cuối mình hơi chủ quan. Phòng là phòng cấp 5 đúng không? Mình cứ tưởng ban đầu trận này dễ dàng cơ, nhưng mà tăng hạng nặng bên mình đã bị tiêu diệt hết rồi. Nên là mình cần phải quay trở lại căn cứ anh em ơi. Mình cần phải quay trở lại căn cứ để bảo vệ pháo. Pháo bên mình đang đứng trong nhà mà không thèm chạy ấy kìa. Greene còn chưa chịu chạy ấy kìa. Mình đã chuyển sang đạn vàng để sẵn sàng nghênh chiến với lại tăng hạng nặng bên địch rồi. Tốc độ tối đa thì cũng lên nhanh thôi, nhưng mà thường thường chỉ duy trì 40 ở những cái khoảng là anh em neo dốc hay là gặp cái vật cản ấy. Nhưng mà mình không phủ nhận chiếc xe này cơ động. Mỗi tội là cái xoay xe là nó vẫn gọi là chưa hoàn thiện thôi. Xoay xe của nó vẫn tầm tầm. Nó vẫn chưa được gọi là linh hoạt để chúng ta quẩy kẻ địch ở tầm gần đâu. Chiếc xe này to nữa mà, nó không kẹp hông được kẻ địch đâu. Anh em to như thế này, kẻ địch không cần phải ngắm quá là nhiều, họ vẫn có thể bắn đục anh em. Và mình đang lùi lại sau bụi 15m để tiêu diệt chiếc KV-1. Một phát đạn khá chủ quan. Không sao, mình sẽ bắn lại. KV-1 đã bay màu và bây giờ mình cần phải tiêu diệt chiếc ELC trước khi anh ta chạy thoát. Rồi, trượt rồi. Chạy ra để bắn chiếc ELC nào. Anh ta chưa nhìn mình. Bây giờ thì anh ta nhìn thấy rồi. Mình có thể tiêu diệt anh ta với 4 viên đạn. Rồi, 2 viên rồi. Chỉ cần 2 viên đạn nữa thôi. Một viên nữa nào. Nhưng không, anh ta đã chạy thoát rồi. Nếu như viên đạn đầu tiên của mình bắn trúng thì có lẽ là anh ta sẽ bay màu sớm. Nhưng mà thôi, mình cần phải lùi lại để phòng chiếc KV-2 với chiếc ARN tiêu diệt mình. Tỷ số bây giờ là 11 đều. Nhưng mà có thể thấy rằng là bên mình cũng mất hết máu rồi. Mình chỉ còn 2 hit thôi. Chito 1 hit, Skoda thì còn nửa cây, VK cũng chỉ còn một chút thôi. Trận đấu này thì mình đã mắc sai lầm khá lớn ở đoạn cuối, nhưng mà mình sẽ cho anh em xem. Rồi, hiện tại thì mình đang cố gắng phục kích xem có tăng hạng nặng hay là ELC quay trở lại căn cứ mình không. Nhưng mà mình đã quyết định là lên chiếm căn cứ để cho họ về anh em ạ. Mình biết là họ đang thủ trong thành phố,
Nhưng mà với cái tình trạng như thế này thì bên mình không thể tấn công thành phố được. Vì sao? Bởi vì bên mình toàn là tăng hạng trung thôi. Thành phố không phải thế mạnh của tăng hạng trung. Tăng hạng nặng của họ thì cũng đang vào những vị trí gọi là phòng thủ rồi. Những vị trí phòng thủ rất là chắc chắn mà mình bây giờ thò ra cái là mình lộ ngay. Cho nên là mình sẽ tua cho anh em một chút về cái đoạn là mình chạy lên nhà địch tấn công cái căn cứ nhá. Đây, cái đoạn này thì mình chạy vào để chuẩn bị chiếm căn cứ. Và đồng đội mình cũng đã bắt đầu dồn về căn cứ địch rồi. Chi Tô bảo low cap, nhưng mà chiến thuật tốt nhất bây giờ là phải chạy vào cap anh em ạ. Thì mình cũng đã ra hiệu cho chiếc Skoda ấy, là anh ta hãy chạy vào đây. Vì sao Skoda phải chạy chạy vào đây? Bởi vì anh ta sẽ check cho mình hai con đường này để xem là địch có đang phục kích không. Thì mình sẽ chạy tắt vào, chứ mình không muốn mất thời gian để đứng ra kia. Đó, thì mình sẽ chạy tắt vào cái vị trí này để chiếm căn cứ và dụ kẻ địch về, đồng đội mình ở đằng xa sẽ bắn. Và bây giờ mình sẽ xông vào anh em nhé. Đây, cái đoạn này thì mình bắt đầu xông vào để chiếm căn cứ này. Đó, một kế hoạch rất là tốt, phối hợp nhịp nhàng. Bởi vì tăng hạng nặng đi rất là chậm, và một khi họ đã tiến về cái con đường lớn này ấy, thì họ sẽ bị bên mình phục kích. Đó, ARL cũng đã bắt đầu quay trở lại căn cứ rồi. Mình thì đang có ý định là tấn công chiếc ARL. Rồi, anh ta rút chạy rồi. Và chiếc KV-2, đúng như dự đoán, chiếc KV-2 đã quay trở lại căn cứ. Anh ta chỉ còn 190 máu thôi, cơ hội của mình để tiêu diệt anh ta bằng hai phát đạn. Và phát đạn này mình hơi chủ quan. Vì sao? Trong cái tình huống như thế này, đáng lẽ mình phải chờ cho chiếc Skoda T25 bắn trước, KV-2 trước một viên, rồi sau đó mình ra mình bắn. Nhưng do mình khá là chủ quan khi nghĩ rằng chiếc KV-2 đang ngắm về hướng chiếc Skoda T25, thì mình sẽ ra bắn một viên, mình lùi lại, thì chiếc Skoda có thể tiêu diệt anh ta bằng một phát đạn. Nhưng mà chiếc KV-2 lại nhanh quá, anh ta hình như là chơi theo kiểu slap shot thì phải. Bởi vì vừa quay tháp pháo cái bắn trúng mình luôn, mà lại còn bằng AV vàng nữa. Cho nên là mình đã mắc sai lầm lớn. Rất là may là đồng đội mình đã cân được đến những phút giây cuối cùng và chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ sang trận đấu thứ hai, còn căng thẳng hơn trận đấu này nữa nhé. Lúc nãy thì chúng ta chơi ở phòng cấp 5 rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên phòng cấp 7 chơi cho nó căng thẳng, cho nó kinh điển hơn nữa nhé. Với cái độ xuyên của chiếc xe này, mình nghĩ rằng là cũng không quá là khó khăn để chúng ta xuyên những chiếc xe cấp 7 đâu. Bởi vì độ xuyên trung bình đẳng thường đã là 150 mấy nhỉ? 150mm rồi. Không phải quá thấp, không phải là 400, không phải 140 hay là 130 gì cả. Mà chưa kể đạn vàng cũng là 194mm nữa. Nói chung là thoải mái để đục rồi. Server của chúng ta ấy, máy chủ chúng ta cũng ít gặp cấp 8 rồi. Không phải là không gặp đâu, nhưng mà ít gặp đi rồi. Chủ yếu là những cái thời gian mà ít người chơi thì may ra mới được xếp trận vào thôi. Còn lại ấy, MM của cấp 6 bây giờ hiện tại chủ yếu là MM cộng 1 anh em ạ. Cho nên là nhiều anh em bảo là làm những chiếc xe tăng freebie MM cộng 1 bây giờ ấy, nó cũng hơi gọi là đắn đo ấy. Nó cũng không thực sự là thực tế ở cái server chúng ta nữa. Rồi, thường thường thì ở bản đồ Budovanka mình hay chơi trong thành phố. Nhưng mà đây là trận đôi công và mình muốn kiểm soát cái vùng xung quanh cái cờ ấy, cái căn cứ ấy, chứ không muốn vào trong thành phố, à vào trong rừng. Chưa kể là trong rừng của bên mình cũng chỉ có 3 người thôi. Và chiếc Skoda T25 cùng với chiếc 45TB đang bị chiếc Tiger 1 xông vào chơi nhau luôn à? Đỉnh vậy. Rồi, mình đã nhìn thấy chiếc B43 Piece. Một phát đạn, lấy đạn. Ui, anh ta vừa bắn mù vào bụi cây mình đứng ạ, trúng luôn. Đỉnh cao thật. Một phát đạn vào chiếc tip 58. Có vẻ như anh ta chưa chú ý đến mình. Rồi, trúng thêm phát đạn nữa. À, lộ hình rồi, mình cần phải chạy ngay để phòng bị kẻ địch bắn. À, đổ cây nhá. Có thể thấy rằng là mình đang binh vào vị trí C1. Mình cũng đã nói với lại đồng đội ấy, chat với đồng đội là chi đao, có nghĩa là cây đổ ấy, nên là mọi người lưu ý ở vị trí đấy. Đồng thời thì có vẻ như cánh rừng bên mình đã lát rồi. Rõ ràng trong rừng là 3 vs 3 mà cũng không thể chịu được 4 vs 3. 45TB bay màu, Skoda T25 bay màu, khả năng cao là chiếc AT8 à? Có phải AT8 không? À không phải, chiếc xe nào trong rừng ấy nhở? À, chiếc Su-100M1 trong rừng cũng đã bị tiêu diệt. Bây giờ bên mình tỷ số là 0-3, thiệt mất 4.000 máu anh em ơi. Nhưng mà rất là may là bên mình còn đang kiểm soát được cái vị trí căn cứ anh em ơi. Nhưng tổng cộng 2 tăng hạng nặng cấp 7 đều đã bay màu, cộng thêm một phá trung tăng cấp 7 nữa. Bây giờ những người ở top thi ấy, nghĩa là cấp cao của trong đội ấy, chỉ còn 2 người là T25 cùng với chiếc M12 thôi. Bây giờ bên mình đang có lợi thế là vào chiếm căn cứ để giải quyết trận đấu nhanh chóng, chứ không là để họ vào phá hay là họ tiêu diệt hết thì hơi đen. Mình thì đang đứng ở một cái vị trí bắn tỉa về hướng dọc Laika. Vì sao?
cái cánh Laika ấy, kẻ địch hay đi men theo cái rìa bản đồ để họ tấn công vào trong rừng ấy. Nhưng mà với tầm nhìn của mình rất là tốt, mình hoàn toàn có thể sử dụng cái tầm nhìn này và soi những kẻ địch ở đây. Rồi, Super Hellcat đang vào phá căn cứ. Có vẻ như anh ta đã đoạt được cái vị trí khá tốt để phá căn cứ rồi. Đồng thời thì mình cũng đã nhìn thấy chiếc Super Hellcat còn lại của kẻ địch. Uầy, vừa di chuyển rồi bắn trúng luôn. Cơ hội của mình là bắn trước Super Hellcat theo phát đạn nữa. Trượt rồi, mình ngắm hơi tệ. Anh ta cũng đi vào nhà thờ rồi. Để chiếc Super Hellcat chiếm nhà thờ như thế, bây giờ anh ta tha hồ phá căn cứ luôn. Chiến thuật bây giờ đang là bất lợi cho bên mình, bởi vì bên địch có hai pháo mà còn pháo toàn là pháo bắn nhanh nữa. Hiện tại thì chiếc B-43 Peace đang chạy ra để tiêu diệt chiếc Super Hellcat thì phải. Cơ hội của chiếc Peace tiêu diệt chiếc Super Hellcat. Ôi, STA view. Không trúng à? Ảo thế. Rồi, trúng rồi. Và đúng như mình nghĩ, tăng hạng nặng bên địch đang tấn công theo cái rìa bản đồ. Và cơ hội của mình để bắn tỉa họ, chắc chắn là họ chưa có tầm nhìn để soi đến mình. Một phát chặt xích chiếc KV-1S. Rồi, đồng đội mình đang hỗ trợ hết mình để tiêu diệt chiếc KV-1S. Trúng luôn. Hay quá, anh ta sắp bị tiêu diệt rồi. Phát này trượt cho nên là mình quyết định không bắn anh ta nữa mà quay ra bắn chiếc M6. Rồi, với cái độ xuyên như thế này thoải mái bắn xuyên giáp kẻ địch ở đằng xa thôi. Chiếc M6 đang bị tiêu diệt rất là nhanh. Rồi, anh ta đã bị tiêu diệt. Chiếc Achille hình như anh ta đứng ở trên C1 cho nên là mình cần phải chạy thấp xuống ngay. Nếu mà mình còn đứng cao nữa thì chiếc Achille sẽ sử dụng cái tốc độ bắn của anh ta và bắn mình liên tục. Bây giờ mình cần phải hỗ trợ cho chiếc B... Không kịp anh em ạ. Mình đang chạy ra để hỗ trợ kịp cho chiếc B-43 nhưng không kịp. Bây giờ thì chiếc STMU vẫn đang tấn công vào căn cứ để phá. Mình thì đang có ý định là ra bắn chiếc Super Hellcat ấy, nhưng mà chiếc STMU còn nhiều máu quá. Mình cũng cần phải hỗ trợ cho đồng đội trong căn cứ nữa. AT-8 đang bị kẻ địch làm thế gọng kìm rồi. Bên mình đang bị thiệt người rất là nhiều. Tỷ số bây giờ là 6-8, có khi AT-8 chuẩn bị bay màu nữa cơ. Rồi, như vậy AT-8 đã bị bay màu, tỷ số bây giờ là 6-9. Chiếc STMU sẽ chạy qua và cơ hội của mình để bắn anh ta. Một viên. Thêm viên nữa nào. Hai viên, và mình đã bị lộ hình. Chắc là anh ta soi thêm mình đấy. Ui mày quá. Không biết là kiểu ông kiểu 58 ông bắn kiểu gì mà lại bắn trượt lắp đằng sau à? À, bắn vào tháp pháo thì phải. Đây này, lẩy ở tháp pháo này. Kế hoạch của mình bây giờ là đi bắt lẻ chiếc Super Hellcat anh em ạ. Chắc chắn là mình sẽ vào trong căn cứ bây giờ ấy là một chiến thuật sai. Vì sao? Bởi vì kẻ địch đang chiếm căn cứ này, họ đang phục kích ở vùng căn cứ rất là nhiều rồi, tìm những vị trí bắn rất là ngon rồi. Đấy, chưa kể là bây giờ mình chỉ còn khoảng 575 máu thôi. Mình đang bắn trước kiểu 58 từ xa. Anh ta đang di chuyển rất là nhanh vào căn cứ chăng? Rồi, trúng rồi. Có vẻ như anh ta đã nhìn thấy mình. Anh ta bắn trượt. Rồi, một phát đạn quá mục tiêu và bây giờ mình phải lấp sau cái tòa nhà này. Anh ta cũng đã phá tòa nhà, cơ hội của mình bắn anh ta thêm một viên đạn nữa. Rất ngon. Hay quá, chỉ còn 144 máu thôi. Hy vọng đồng đội mình có thể tiêu diệt anh ta trước khi anh ta chạy thoát chăng? Không được. Hay, ZG đã tiêu diệt trước kiểu 58 rồi. Bây giờ thì mình sẽ có cơ hội để đi bắt đẻ chiếc Super Hellcat. Bên địch đang chiếm căn cứ 2 người, chỉ còn khoảng 35 giây nữa kết thúc trận đấu. ZG bên mình còn nhiều máu, bên mình thì còn 2 pháo, bên địch còn tận 7 người anh em ạ. Tỷ số đang rất là bất lợi. Rồi, hay quá, ZG đã tiêu diệt chiếc STMU. Và bây giờ chiếc Achille bên đội địch tấn công vào vị trí của pháo anh em ạ. Có vẻ như anh ta đang tấn công vào pháo bên mình rất là nhanh. ZG cũng đã thay đổi vị trí để vào phá căn cứ rồi. Cơ hội của mình để tiêu diệt chiếc Super Hellcat. Đây rồi, anh ta ở đây. Yes, một phát đạn lẩy thiệt hại ngon, 120 và... Ôi không. ZG một pha chạy vào phá căn cứ. Hai pháo liên tục dã cho chiếc ZG bay màu luôn. Và bây giờ mình cần phải lỗ lực phá căn cứ. Mình sẽ phải đi xa xa một chút. Bên địch thì cũng đang tấn công rất là nhiều vào hai pháo bên mình rồi. Mình thì không về cứu kịp rồi. Cơ hội của mình để phá căn cứ. Anh ta cũng cáp được 66 điểm rồi. Cơ hội của mình. Hay quá, 70 điểm luôn. Tuyệt vời. Anh ta chưa nhìn thấy mình nhưng chắc chắn rằng anh ta sẽ cảnh giác. Anh ta sẽ cảnh giác anh em ạ. Anh em biết mình làm gì không? Mình đi muốn móc anh em ạ. Mình muốn móc kẻ địch. Thực chất ấy là do khi mà mình bắn trước Peace ấy thì anh ta cũng đã phát hiện ra là mình ở cái vị trí nhà thờ rồi. Lên
Nếu bây giờ mình phục kích anh ta ở vị trí C1 và bắn vào căn cứ thì khá là ngon. Chưa kể là họ vừa bỏ căn cứ anh em ạ. Họ vừa bỏ không chiếm căn cứ nhưng bây giờ họ lại chiếm lại căn cứ. Mình thật sự là khó hiểu với đội địch luôn, lúc bỏ lúc chiếm. Thực ra là mình muốn đi ăn pháo họ trước để giảm đi cái khoản hỗ trợ hỏa lực từ xa. Và anh em hãy để ý cho mình rằng trận đấu bây giờ là 1 vs 5, kẻ địch còn 2 pháo, 1 pháo chống tăng và 2 tăng hạng trung. Họ còn cũng khá là ít máu thôi, không còn nhiều máu đâu. Chắc là khoảng 2-3 viên là mình có thể tiêu diệt anh ta. Nhưng lưu ý cho mình rằng là 2 pháo bên địch hoàn toàn có thể bắn từ xa mình. Rồi, trong căn cứ có 2 người, mình biết rằng là trong căn cứ có 2 người rồi. Hy vọng là mình có thể nhanh chóng về phá căn cứ. 1 phút còn lại. Không, 3 người đã vào chiếm căn cứ. Thời gian bây giờ chỉ còn khoảng hơn 30 giây nữa để kết thúc trận đấu. Không biết là kẻ địch đang đứng ở đâu, họ có phục kích mình không. Đây rồi, FV304, cơ hội của mình để bắn anh ta. Trượt rồi, cần phải ngắm kỹ lại hơn. Anh ta cũng đã phát giác ra là bị lộ hình. Một viên bắn trúng chiếc FV304 phá căn cứ 31 điểm. Một phát đạn ngắm hơi tệ của mình. Mình không nghĩ rằng phát đạn vừa rồi mình có thể bắn trượt được. Có lẽ là do áp lực lớn khi mà 1v5 như thế này. Trúng rồi, hy vọng có thể tiêu diệt chiếc FV. Nhưng không, FV đã chạy thoát. Phát đạn vừa rồi của mình bắn mù không trúng anh ta. Mình đang tiến vào căn cứ để phá căn cứ. Skoda T25 đã nhìn thấy mình. Mình cần phải đi thấp xuống. Achiu vừa bắn mình rồi. Một phát đạn tiêu diệt chiếc FV304 và chiếc Achiu đang ngắm mình. Rồi, anh ta bắn trượt rồi. Cơ hội của mình để tiêu diệt chiếc Achiu. Một phát đạn bắn rất tốt. Cơ hội. Như vậy chiếc Achiu đã bay màu và chiếc M12 đang ở trước mặt mình. Rồi, mình đã lùi kịp thời và chiếc M12 không kịp đâm vào mình để bắn. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt chiếc M12 trước. Anh ta đang ở rất gần mình. Như vậy, chiếc M12 đã bay màu. Tỷ số bây giờ là 1-2. Trước mặt mình là chiếc Skoda T25. Anh ta 247 máu. Không biết chiếc Beast đang đi đâu. Có vẻ như chiếc Beast đi săn mình. Rồi, Skoda T25 sử dụng nòng pháo stock anh em ạ, không phải là nòng pháo băng đạn. Cơ hội của mình để tiêu diệt chiếc Skoda T25. 105 máu và chiếc Beast ở đằng sau mình. Như vậy là chiếc Beast đã bắn trúng mình ở đằng sau. 246 máu, anh đang lạp đạn. Rồi, mình chỉ còn 81 máu thôi, anh ta còn 308 máu. Cơ hội của mình bắn anh ta. Rất ngon, mình đã tận dụng cái xác của chiếc Skoda và bắn trúng chiếc B43 Beast. Bây giờ anh ta sẽ lao vào để kết thúc mình chăng? Đúng vậy, cơ hội của mình để bắn anh ta. Một phát đạn chặt xích chiếc B43 Beast. Anh ta chỉ còn 46 máu thôi. Bây giờ mình không thập thò đâu, mà mình sẽ side scrape để tận dụng cái khe nhà này và bắn chiếc B43 Beast. Yes, 1v5. Cuối cùng mình đã mang lại chiến thắng cho trận đấu. 6 mạng. Tuyệt vời anh em ạ. Một pha xử lý tình huống về cuối rất là tuyệt của mình. Mình có thể thuật lại cho anh em một chút và bình luận lại, phân tích lại. Thứ nhất, khi mà mình xông vào cái căn cứ này, tại sao mình không lựa chọn mục tiêu khác như chiếc Skoda T25 hay chiếc Achiu mà mình lại lựa chọn chiếc FV304 trước? Thứ nhất, FV304 là một pháo tự hành bắn rất nhanh, 10 giây một viên. Nếu anh ta bắn xuyên mình thì mình có thể bay màu luôn. Còn nếu không bắn xuyên, mình có thể hỏng hóc các thứ và mất khoảng 1-200 thiệt hại. Tiếp theo là mình tiêu diệt chiếc Achiu trước, bởi vì anh ta bắn cũng rất là nhanh. Chưa kể anh ta chỉ còn 2 hit nữa thôi là bay màu mà. Đó, 2 là 3 hit thì đấy. Tiếp theo nữa là chiếc M12, anh ta xông vào mình, cho nên mình cần phải chú ý rằng anh ta đang có đạn và lao xuống. Rất là may là mình đã phản ứng kịp và lùi lại sau cái xác xe. Lùi lại sau cái xác xe của chiếc không biết chiếc xe này là chiếc xe gì. Chiếc chin. Cho nên chiếc M12 đã đâm trượt mình và anh ta không thể nào khai hỏa được. Đồng thời mình đã kẹp hông anh ta để tiêu diệt. Tiếp theo nữa, rất là may cho mình là chiếc Skoda T5 sử dụng nòng pháo stock. Anh ta bắn từng viên một. Nếu anh ta sử dụng nòng pháo băng đạn, có lẽ là mình đã bay màu trong cái phát đạn này rồi. Và tiếp theo nữa là chiếc Beast, anh ta lại không ở trong căn cứ. Anh ta bỏ cáp, anh ta đi săn mình anh em ạ. Và cái giá phải trả đó chính là chiến thắng cho mình. 1v5, huy hiệu Kolobalov. Một trong những huy hiệu mà anh em mong muốn đạt được trong trận đấu đây anh em ạ. Đây là thành tích của mình khi mà bắn lại chiếc Pred Panther cách đây rất là lâu rồi. Cũng phải được 1 năm rồi đấy. Mình nhớ không nhầm thì mình bắn chiếc xe này đâu đó cũng tầm tháng 3, tháng 4 gì đấy. Thì sau 1 năm bắn nó, 2 trận liên tục ở trận đấu Rumbert thì mình khá là chủ quan đoạn cuối. Nhưng mà vẫn bắn được 2.400, lấy được hạng 1 anh em ạ. 1.166 kinh nghiệm gốc. Số bạc kiếm về của nó cũng khá là ổn áp đấy chứ. 2.000 thiệt hại mà kiếm về 60.000 bạc với VIP, khá là ổn. Ở bản đồ Murovanka, trận đấu tuyệt vời của mình. Vâng, 4.020 thiệt hại, 6 mạng, soi được 1.375, hỗ trợ, lấy được M, huy hiệu 2 pháo, huy hiệu Kolobalov. Và đây là huy hiệu thứ 5 của mình anh em ạ, trong cuộc đời chơi game World of Tanks.
Trời ạ, không biết là mình bắn được gần 50.000 trận rồi mà cũng chỉ kiếm được 5 cái Kolobalov, Top Gun, 2 Caliber và Defender chiếm căn cứ ấy, kẻ địch chiếm căn cứ thì mình giảm đi là ít nhất 70 điểm. Và điểm đội của mình 2.025 kinh nghiệm gốc, gấp đâu đó khoảng 3 lần so với người đứng thứ hai. Quá là tuyệt vời. Số bạc kiếm về hơn 100.000. Tất nhiên rồi, số bạc kiếm về hơn là do mình bắn được 4.000 cũng như là cộng với lại 1.375 hỗ trợ nữa, cho nên là nó cũng tăng cái số bạc lên. Nói chung, một trong những trận đấu cân team về cuối của mình tuyệt vời thật. Mình không nghĩ là mình thắng đâu, mình cứ nghĩ rằng là với cái lợi thế của họ là họ chiếm căn cứ, họ phục kích ở nhiều hướng. Vậy mà chiếc Red Panther vẫn có thể đứng lại, chống chịu kẻ địch, vẫn sống sót, vẫn hiên ngang đem về chiến thắng. Thật là tuyệt vời. Được rồi, thành tích của mình trên chiếc xe này như anh em có thể thấy rằng là trừ đi hai trận trước ấy, thì mình bắn nón 80 trận, 71% chiến thắng, thì lại gây ra trung bình 1.700, mình lấy được 3 sẹo nó rồi. Nói chung, Red Panther là một trong những chiếc xe tăng hạng chung premium rất là tốt, cả kể trong sơ đồ công nghệ mình cũng đánh giá cao chiếc VK3002M anh em nhé. Tuy nhiên vẫn có một vài nhược điểm là thân hình nó hơi to. Anh em mà cầm chiếc xe này mà không may bị lộ hình ấy, kẻ địch cũng dễ dàng bắn trúng anh em mà không cần phải ngắm nhiều đâu. Giáp cũng không phải là đỉnh nhưng mà nó vẫn có nghiêng giúp anh em lẩy được một chút đạn. Nói chung là chủ yếu tuyệt vời nhất là khẩu pháo 7,5cm này, khẩu pháo spam đạn 7,5cm này có độ chuẩn xác tốt thật, ít khi cạp đất lắm, vì nói thật là ít khi cạp đất lắm. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc Red Panther và trận đấu 1v5 Kolobalov của mình? Đừng quên bình luận phía bên dưới để mình biết cảm nghĩ của anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích, đừng quên thích video, chia sẻ vào cái kênh giúp mình. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Bye bye!